sao? Ở đâu? Em đâu phải người ở đây đâu. Không. Ừ. Mà dám vô căm nhang đó. Ý anh nói cái gì dám dám em thấy hồi hộp quá. Không. Ý là sao ta? Thì nói sao anh biết cái đó là cái gì mà vô dám vô đục nhang cắm ngừa gúm gì. Em đâu có xin số đề gì đâu em. Hả? Em chỉ thắp hương thôi mà. Ờ thắp hương không dạ. Em không. Chứ bình thường là sao ta? Bình thường là sao? Không. Bình thường cái này là phải ấy đâu mà. Không phải ấy đâu là sao ta? Cái này phải đúng người ta có thấy không? Được đá gì mà có cái này. Ừ. Ừ. Anh vô thắp nén nhang đi. Không. Sao thế đi? Ơ cửa mở nè. Cửa mở. Ủa cao nhân là sao chú ha? Lê người ta. Ủa, chết ta... lâu năm mà đứng tuổi lắm. Vậy là cái hàng coi như khớp kỹ rồi đó. Chứng tỏ là cái chỗ này là rất là nhiều người mất ở đây. Đúng. Ở xung quanh đây rất nhiều người mất. Vậy thì nếu như mà về đêm con nghĩ không có ai viếng mãn qua đây đâu ha. Vô đây đã làm gì ta? Vô chú? Đây để xin số. Chú đã từng chứng kiến những cái vụ cầu cơ ở đây chưa? Có. Có luôn hả? Chà. Nhưng mà cầu cơ là họ cầu như thế nào ta? Thì theo cái kiểu của mấy ảnh là ảnh có một cái bàn, các bài vị, các câu kén đàng hoàng. À. Ru sao mà hồn của người cái người âm tại gì ạ? À, chứ không chứ, chứ không phải là nhập xác. Không. À, cơ nó chạy, con cờ nó chạy. À, theo chú nghĩ là chú có tin vào điều đó không? À, điều tâm linh là cái khoa học không bao giờ chứng minh được. Dạ. Nhưng theo chú thì chú tin. Xin chào tất cả mọi người, rất là vui quay trở lại kênh của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt tại thị xã Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa. Thì mọi người thấy không, đằng sau lưng của Nhân này là một cái lô cốt cũng thuộc về những cái thời chiến tranh, thời Pháp rồi. Nhưng mà hiện tại nó vẫn còn tồn tại ở đây. Nhưng mà cái video ngày hôm nay không phải là cái video Nhân quay về cái lô cốt này. Thì hiện tại thì đằng sau lưng của Nhân là một nhà ga của Ninh Hòa. Thì gần ga Ninh Hòa thì có hai cái công trình bỏ hoang cũng thuộc của thời Pháp luôn. Một là một cái nơi để mà sửa chữa tàu. Thì mọi người thấy không, là khi mà tàu của Pháp người ta làm đây này, thì sau khi mà tàu nó bị hư hại như nào đó thì người ta sẽ đưa đến đó và người ta sẽ sửa chữa. Và bên cạnh cái chỗ đó cũng có thêm một cái căn nhà bỏ hoang nữa, cũng thuộc về thời Pháp luôn, nó cũng rất là ma mị luôn. Vì thế mà hôm nay thì Nhân đến thị xã Ninh Hòa thì Nhân sẽ khám phá hai cái công trình này. Thì bây giờ Nhân mời mọi người hãy đồng hành cái video này để khám phá hai công trình này cùng với Nhân nha. Được thôi mọi người. Mọi người thấy từ phía đằng xa bên kia, đó đó là cái công trình mà là một cái nơi mà người ta dùng để neo, gọi là đậu những cái toa tàu, và sau đó thì người ta sẽ sửa chữa ở đó. Và trước khi mà đến đó thì bây giờ Nhân sẽ tiến vào cái căn nhà bỏ hoang được xây dựng đâu đó cũng vào cái thời Pháp rồi. Thì bây giờ thì mọi người đi theo Nhân nhé. Phía trước mặt mọi người thôi, nó nằm len lỏi giữa khu dân cư luôn. Và Nhân nghe nói cũng rất là ma mị. Dạ con chào cô. Cô ơi, con hỏi thăm tí được không cô? Ở phía sau này cái công trình này bỏ hoang đúng không ta? Từ thời Pháp tới giờ luôn á con à. Thời Pháp tới giờ hả? Ừ, cái đây nè. Hồi xưa là người ta sử dụng trong cái mục đích gì ta? Người Pháp, người Pháp, người Pháp á. À. Xây tài cốc ở đây nè, cái bồn á.
Dạ. Này, từ xưa tới giờ lâu lắm. Ừ. Rồi bây giờ nó cứ như vậy thôi chứ hả? Vậy người ta không có cho đặt mới cho dưới lại đây nè. Dạ, lô cốt của Pháp luôn. Lịch sử người ta đâu cho đặt ở đâu đâu. Thành như con thấy phía bên cạnh cái nhà hoang đó là có một cái miếu phải không ta? Miếu này, miếu sau này ngoài. Ủa rồi cái miếu đó là cái gì? Miếu đó là hai mẹ con bà đó. Hồi kỳ đến Pháp á. Đi để đó là cái lính Pháp tự tưởng 28, hai mẹ con chết. Trời đất. Đó, thành bây giờ người ta lập miếu này đó. Có nghĩa là chưa kịp sanh. Chưa kịp sanh luôn, hai mẹ con. Con bọn luôn. Trời đất ơi. Vậy thì bây giờ con đi vô cái nhà hoang đó đi bằng cách nào ta? Leo rào vô hả cô? Đây đã có thằng cháu nó ở. À. Mà điều bây giờ đi vô thì mở cửa sau đây nè, con vô. Bây giờ thì làm sao để mở ta? Để con ra sau đó thử nha con ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô ạ. Thì nghe cô bảo là dạ. Rồi con biết rồi cô. Dạ. Hôm nào con ghé con ra con thăm. Dạ. Nghe mọi người nghe cô nói không, là có một cái ngôi miếu từ thời Pháp, là hai mẹ con, là cái cô đó cô đang mang thai và sau đó cô đi sanh, nhưng không may là người lính Pháp á, họ tưởng là địch hay như nào đó họ bắn mà chết cả mẹ lẫn con trong bụng chưa kịp sanh ra luôn. Mình ghé đó một xíu đi. Đây là. Có bật lửa luôn. Chào anh. Dạ. Cái gì vậy? Không có gì. Cắm nhen hay xong rồi xuống chỗ. Ý là có gì sai anh? Không có gì. Dạ, ý là như thế nào ta anh? Nói chung á, để đâu mà. Dạ. Ở đây nó, hay ở đâu? Em đâu phải người ở đây đâu. Không. Ủa? Mày dám vô căm nhang đó. Thôi chết rồi. Không. Được rồi chứ không có chết. Không được rồi chứ không có chết. Tự nhiên anh nói em nói chứ ghê vậy. Đưa. Là, em có làm sao cái gì không? Không. Không có sai. Không có sai. Ủa sao? Ủa sao nghe rồi. Nghe. Để hỏi thêm ảnh thử. Em thấy luôn. Anh. Ý anh nói cái gì dám em thấy hồi hộp quá. Không. Ý là sao ta? Thì nó nói sao biết cái đó là cái gì mà vô dám vô đút nhang cắm gừa gúm gì. Em đâu có xin số đề gì đâu em. Hả? Em chỉ thắp hương thôi mà. Thắp hương không? Dạ. Không chứ bình thường là sao ta? Bình thường là sao? Không, bình thường cái này là phải ấy đâu mà. Không phải ấy đâu là sao ta? Cái này phải đâu mà ta có thấy không? Được cái gì mà có cái này. Gúm gì cũng đó mà... Anh vô thắp nén nhang đi. Không. Sao thế đi? Đi vô thắp nén hương đi. Sợ không ai. Sợ hả? Sợ mày. Vậy là người dân ở đây họ sợ ngôi miếu lắm hả anh? Trời chào. Vậy hả? Linh thiêng lắm hay sao ta? Không. Cái này nói chung á thì cũng. Cũng nói sao chung ta? Cũng không gì. Nhưng mà ngược lại là sợ. Đó. Sợ mày. Ôi tâm mình tốt mà mình sợ gì anh? Tâm mình tốt không? Sao? Rồi gì? Khỏi sợ gì hết. Hợp lý ha, tâm tốt. Cảm ơn. Rồi, vô. Yeah. Đi. Thôi bữa sau anh đi ngang qua anh thắp nén hương cũng được hay sao đâu. Hả? Rồi, bữa sau vé rồi cái đó. Cái đó hả? Thôi em vô tên lẹ đó mình sẽ vô thắp đó. Bình thường là người lẹ họ không dám vô đây ha. Rồi em cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Cái công trình gì đó của Pháp là xây dựng ở đây nè. Bây giờ không biết là vô bằng cách nào ta. Ồ, rồi cái cô nói là mở cửa giùm ở đâu rồi ta. Hả? Có người hả? Có cửa mở nè. Cửa mở.
Nhàn cái. Hả? Nhàn cái. Nhà của ai cô? Trời, cô làm hú hồn, đi đi vô em. Vậy thì cái chỗ này lúc trước là bỏ hoang, nhưng mà sau đó thì được người dân ở đây tái sử dụng, họ vô đây họ ở tạm. Những người chắc là không có nhà cửa gì rồi. Ở trên này giống như một cái chỗ để ngủ ha. Có cái võng nữa nè. Mình thấy là người dân ở đây có vẻ rất là sợ cái ngôi miếu đó. Sao em? Đi đi, đi đi vô. Đây. Hiện tại thì những cái mảng xi măng á, nó bị tróc ra á. Mình thấy được những cái viên gạch này ra luôn nè. Cái này giống như là một cái vọng gác á ha. Nó rất là giống cái vọng gác luôn. Nhà mà bị ấy hết rồi, bị tróc xi măng ra còn gạch thôi nè, trơ trọi luôn. Mình đoán là cái vọng gác. Ồ, thấy có một em bé ở đây. Ồ, có một đứa nhỏ đứng đây. À, chú chào con. Dạ. Bố mẹ đâu rồi? Dạ, bố mẹ con đi làm chiều mới về. Bố mẹ đi làm chiều mới về ha? Dạ. À, hai chị em thì ở nhà thôi. Dạ. Cho chú đi thăm quan chỗ này xíu được không? À, cảm ơn con nha. Dạ. Cái này giống như là một cái nơi ở của lính hồi xưa. Và phía bên kia là một cái vọng gác. Đó là mình đoán thôi nha. Khả năng chỗ đó là cái vọng gác. Còn phía bên này là cái chỗ nghỉ ngơi của lính. Đây là suy đoán thôi. Thì mình cũng nghe nha, mấy cô ở đây bảo là lúc trước ở đây là người lính Pháp ở đây. Thời xưa thì đa phần là xây, nếu mà xây dựng những cái căn nhà lên á, thì người ta dùng những cái loại gạch thể này nè để xây dựng. Còn cái gạch ống mà 4 lỗ với 6 lỗ thì cái thời gian sau này thì người ta mới dùng thôi. Gần đây thì nhà dân họ ở bao quanh cái nhà theo cái lối kiến trúc của Pháp này. Những cái thanh gỗ nó cũng đã mục rồi. Cái chỗ này thì tự nhiên nó có một cái lỗ ở chỗ này, không biết nó làm gì ta. À, giao nhau giữa hai cái phòng thì chỗ này nó có một cái lỗ thế này, giống như để trang trí hay là như thế nào đó. Ở trên bức tường có ghi cái chữ là Xuân năm 1991, thì cái chữ này khả năng là viết sau này thôi. Có cả được một cái trang thờ. Ôi, phía trước có một cái cây bồ đề thôi. Trời ơi, bây giờ con mới ăn cơm hả con? Ăn xế. Trời ơi, ăn xế nữa, ghê ha. Con năm nay bao tuổi rồi? 19. 9 tuổi, còn em? 2. 2 tuổi. Có hai chị em ở nhà sao không đóng khóa cổng lại? Khóa cổng, con mới giữ thì khóa chứ. Thì con khóa cổng lại đi, rồi bố mẹ đi làm về đứng ngoài kêu ra mở cửa. Kêu không nghe mà. Kêu không nghe ha. Ừ. Con năm nay được bao tuổi rồi? Dạ. Con năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Con hả? Ừ. 9.
9 tuổi. Em được mấy tuổi? 2 tuổi. Ô, biết nói rồi á. Dạ. Dễ thương. Bố mẹ con ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi hả? Lúc con còn nhỏ nữa. Lúc còn nhỏ là ở đây rồi. Dạ. Là cũng được 8 9 năm gì rồi ha. Thôi chú cảm ơn con đã cho chú vô tham quan nha. Chú đi nha. Thì trước khi đi ra thì mình tới mình vô cái chỗ này xíu thử xem thử là bên trong cái kết cấu nó làm sao. Có lẽ là đi vô phía bên này nè. Bên nào con? Bên nào? Bố mẹ con ở trên đây hay sao? Chú thấy làm cái gì trên này, con ở đây trên này không? Đây ha. À đi vô bằng cái này. Con cảm ơn chú cảm ơn con nha. Có khi nào ở trong những cái gạch này người ta trong quá trình xây dựng người ta nhét vàng vào đây không ta? Đúng không? Có thể. Bởi vì là khi mà trong quá trình chiến tranh á thì người ta vận chuyển, người ta đem vàng đi rất là khó khăn. Biết đâu được là ở trong ui. Cái gì đây? San hô á. Tại sao? Thôi để mình cầm này lát nữa mình kiểm tra sau. Tại sao một cái công trình của Pháp lại có cái cục này ta? Cục này nó giống như san hô mà mình thấy thì nó hơi nó cái gì đó nó rất là khó tả. Thế em nghĩ là cái gì Hiếu? Xi măng đi chứ. Cục này mà em kêu xi măng á. Anh này, cái xi măng là cái này nè, nó bám vô cái này. Có thể là vôi ha. Có thể là vôi. Có một cái vali. Có một cái vali vứt ở đây. Bây giờ mình sẽ mở cái chiếc vali này ra, biết đâu được ở trong này có chứa tiền đô. Có khi nào người ta bỏ đô trong này không? Con thọn kiểu rắn. Ui. Không có một cái gì. Có một phát hiện rất lạ. Vô đây em. Cái này là cái gì ta? Ở đây có rất là nhiều những cái viên màu đen như thế này. Mà nó đen rất lạ nha, nó đen từ bên ngoài vào bên trong luôn. Nếu mà nói là than đá thì là không phải rồi. Kỳ ta. Đồng liên á. Đồng liên. Không phải em ơi. Chất liệu của nó rất là dễ bở. Nó giống như là nó giống như xi măng á. Nhưng mà lạ quá. Ở đây lúc trước khả năng mình nghĩ là một cái vọng gác. Có những cái thanh này. Cái thanh tròn đây á, là để cắm những cái thanh xà bắt qua đây. Và sau đó người ta sẽ có một cái cầu thang đi lên. Cái vòng gác giống như một nơi mình đã nhớ ra rồi. Giống như một nơi đó là ở lầu ông Hoàng. Cũng có một cái vòng gác như thế này. Đã bỏ hoang. Có lẽ mình phải đi ra thôi. Sắc.
Bây giờ Nhân sẽ dắt tất cả mọi người đi ra để mà tham quan một cái nơi mà người ta dùng để sửa chữa toa tàu. Ui, ở đây có cái vườn rau nhìn rất là đẹp luôn. Không biết đi vô cái sao không ta? Đừng có dậm lên rau là được ha. Có cái nào người dân ở đây tưởng mình vô đây ăn trộm nông sản. Ở đây thì có rau xà lách nè. Rồi bên đây thì trồng dưa leo nè. Wow, trái này thì còn non nè. Bên đây thì khổ qua luôn. Trồng kết hợp rất là nhiều thứ nha. Đây, khổ qua nè. Trái còn nhỏ. Thì trước khi mà đi vô cái chỗ đó, cái công trình đó, mình thấy nè, vẫn còn dấu vết gì đó của cái lúc xưa nó còn lại ở đây nè. Hai bên thì xây hai cái hàng gạch. Wow, ở trên ngay chỗ kia kìa, gần cái mái á, có một cái hình của một cái người đang ngồi câu cá. Và mình nghĩ là cái hình đó thì chắc có lẽ là được ai đó dùng sắt hay cái gì đó vẽ sau này thôi. Và mình nghĩ là cái công trình này không có ai mà vẽ một cái người ngồi câu cá ở trên đó. Thấy nó hơi vô lý một xíu mọi người, nó không có liên quan gì cả. Cái này là rau gì đây? Rau thơm hả? Bên này có một cái cây xanh. Nó mọc lên và sau đó nó quấn vào cái tường của cái công trình này. Con chào chú. Chú ơi, cái chỗ này có phải hồi xưa là cái nơi để mà sửa chữa toa tàu không ạ? Sửa đầu máy hơi nước của thời Thái Phục. À, vậy là sửa đầu máy hơi nước. Có nghĩa là tàu chạy bằng hơi nước à? Năm 1930 để xây dựng. À, xây dựng ở đây là năm 1930 rồi. Dạ. Tại bữa giờ rồi cũng có hai bè đứa em nó lên nó xin nó quay nó nhờ chú giải mình cho nó. Dạ. Được xây dựng năm 1930 của thời Pháp, là một cái nơi để sửa chữa đầu máy hơi nước. Hồi xưa thì chạy bằng nhiên liệu là đốt bằng than á, phải không chú? Đốt than lên xong rồi nó bốc hơi tạo nhiệt á hả? Ở đây là nơi sửa chữa nè, hai đường ray vào nè. Dạ. Hai bên là hai ray hầm á, đó là hầm á, chú đổ rác là chú lắp đây nè, nó sẽ vô nó sửa là nó sẽ nước xuống đây là nó theo cái cống này nó đi xuống với cái bào ghe đây. À, con xin lỗi con quay được. Đây đây, cái chỗ này là cái chỗ mà để nó xả nước à? Dạ, nó không nước từ cái hầm đó đi xuống xuống luôn á. À. Hay ta. Vậy là cái hầm này là vẫn còn nguyên tới bây giờ luôn hả chú? Thì đây nè, hầu đó cái nền nó bằng cái đường bé đó là đá nó bằng cái kia. Đó, nó bằng. À, nó bằng luôn. À, sau đó dân thì ta đục tên lấy và ta xây chuồng heo hay ta làm cái gì đó thì bây giờ nó cái thành còn lại như vậy. Vậy là hồi xưa cái chỗ này rất là cao nha, nó bằng thế này. Thì bằng, lấy đó nó bằng. Sau đó thì người dân mình lấy bê tông hả chú? Thì ở trên mặt đây là nó đổ xi măng. Lấy xi măng về về đó lót chuồng heo rồi đó. Còn dạ. Dưới đây là nó lăn toàn bằng cát không à. Dạ. Rồi còn dưới cái lớp cát là lớp vàng dưới nữa. Chọc chú. Ủa chú là trong vườn ở đây hả chú? Đó, rau màu của chú đó. Dạ. Cái nào ạ? Cái đây thì nó trở đầu lên trên đây một đường nó chạy vô trong đây là một cái giếng máy. Có một cái giếng à? Cái giếng máy đó nó có bồn nước nó bơm trên đó rồi đỡ đầu máy vô đó là nó sẽ nước xuống cho đầu máy quẹo xuống dưới ghe. Hồi nãy là con vô trong đó mà con nghĩ là cái chỗ đó là giống như là một cái vọng gác đó chứ. À, nhưng mà đó là trên đó là cái bồn.
là cái giếng máy trở nên có thang. Dạ. Dạ. Lên nhưng mà sau người dân ta cắt ta lấy ta bán. Có nghĩa là hồi đó là vừa là một cái vọng gác vừa lấy luôn. Không, không phải vọng gác, đó là cái bồn chứa nước ở trên nó leo vô là thành cái bồn nước cũng như cái hồ đấy. Còn cái giếng thì nằm ở phía ra sau lưng đó. À, hóa ra là thế. May mà nhờ chú, chứ không thôi là rất là giống một cái vọng gác chú à. Đúng rồi, thì nếu ai không biết thì chú tưởng là vọng gác, sau đó cái thằng cháu của cái người mà ở đó nó về rồi nó thiết kế, nó làm cái sàn ở trên nó ở đó. À dạ. Nó hàng, nó ấy là cái hầu đó là trống, chỉ cho trụ lên chứ cái thang lên lên trên cái bồn nước đó thôi. Mà con thấy công trình nó như thế này rồi, nó cũng rất là sập sệ thế này rồi, mà tại sao nó vẫn còn nằm đây tới bây giờ chú? Sao mà sập sệ? Hả? Cái mắm nè, mấy chú lấy cát xuống. Dạ. Đầu chú rồi đó. Ở dưới vẫn còn cái hình như mình, nhưng mà ở cái trình đẩy của cái của nó đó. Dạ, tại vì con thấy nó bị nứt rồi, nó rất là... Ở đây là vừa là cỡ công sự chiến đấu. Trên đây là bao cát, đạn, đồ giỏ, đạn đầy trên đá đó chứ. Hầu là có thang đi lên. Mấy chú đu thang lên rồi, mấy chú ở trên đó đờn ca sáo thở, ban đêm sáng tạo. Rồi, dạ. Cảm ơn chú. Vậy là kết hợp luôn hả chú ha? Kết hợp là một cái nơi đó mà... Hầu kia của thời Pháp là cái nơi mà sửa chữa đầu máy hơi nước của thời Pháp. Nhưng mà sau đó... Dạ. Chiến thứ hai thì tìm bom nó thể gãy cái góc đây nè, gãy một cái góc đây, một trúng một cái bom, chỉ gãy cái góc đây thôi, sau đó nó đúc lại nguyên thủy. Dạ. Nó làm thấy khiếp không? Coi kìa, nó cái trụ của nó đúc thấy lén có không? Xong nó mới đục, xong nó mới tô một lớp vô đó. Dạ. Sức mà đạn là bắn vô mà không bao giờ xuyên. Cái vết đạn kia hả chú? Đó, đạn. Wow rồi. Đủ lén rồi đó. Rồi, con quay con xin. Nó mới bỡ cái mảnh. Đây. Trời ơi. Hóa ra đây là những cái vết đạn mà bắn vô trong cái bức tường này. Dày đặc luôn. Trời ơi. Hóa ra bây giờ mình nhìn kỹ lại thì mình mới thấy là tường này là phải tường 40. Chú ơi, tường này chắc phải xây là 40 chứ không phải là tường 20 giống như nhà của mình bây giờ nữa. Chú, cái tường này là tường 40 luôn ạ? Wow. Ồ, hèn gì mình thấy những cái lỗ này là mình cứ nghĩ là theo thời gian là nó bị ấy chứ. Bị bom rồi kìa, bị đụng đạn rồi nổ ra đá nó bỡ nó giọt đó. Trời ơi. Chiến tranh này, bảo thân, năm 1968 giờ công sự rồi nó... bên kia là nằm dọc theo đường dày ở dưới kia rất đủ khủng. Dạ, vậy thì cái công trình này là một cái giờ nó thành là cái thông quân sự cấm đập phá đóng cái dạ. chỗ đó có một ông cậu ông chết đó thành ngay là ngay đó là có một cái người mất ngay đó. Người đó là gì sau này về ở chứ không phải là lúc mà chiến đấu. Là chị bị thương thà rớt ở từ trên kia xuống thì đuôi mắt rồi thì có bị thương có chứ không có chết ở đây. Vậy là chứng tỏ tại cái nơi này nó cũng rất là nhiều điều tâm linh. Chú xem. Vậy hả chú? Có cao nhân ở đây. Ủa cao nhân là sao chú ha? Là người ta chết lâu năm mà đứng tuổi lắm. Vậy là cái hàng coi như khớ kỹ rồi đó. Chứng tỏ là cái chỗ này là rất là nhiều người mất ở đây. Đúng. Ở xung quanh đây có nhiều người mất. Vậy thì nếu như mà về đêm con nghĩ không có ai viếng mảng qua đây đâu ha? Có chứ. Qua đây để làm gì ta? Qua đây để xin số. Trời ơi. Đầu cơ. Có luôn hả? Rồi. Chắc còn mấy gì nữa. Hỏi. Vậy là vô trong này để cầu cơ nữa. Chú đã từng chứng kiến những cái vụ cầu cơ ở đây chưa? Có luôn hả? Chà. Nhưng mà cầu cơ là họ cầu như thế nào ta? Thì theo cái kiểu của mấy ảnh là anh có một cái bàn có bài vị có câu kén đàng hoàng rồi ru sao mà hồn của người cái người âm tại gì à? Chứ không phải là nhập xác không rồi cơ nó chạy con cờ nó chạy theo chú nghĩ là chú có tin vào điều đó không? Điều tâm linh là cái khoa học không bao giờ chứng minh được. Dạ. Nhưng theo chú thì chú tin. Chú tin vào điều đó. Đúng. Dạ. Tại vì chú ở đây được 30 năm.
Dạ. Nhưng mà thời trước khi xây dựng ở đây thì ông ngoại của chú là làm ông đậu bê. Dạ. Cai quản cái phạm vi ấy, khi thằng phép thuộc nó bắt dần gánh. Hầu kia là nó ấy mà nó bắt gánh hết toàn kia nó đổ lên đây á, thành đây mới kéo. Gánh cát cái dùng bên còn kia thành ruộng á, là gánh dồn về đây. Họ bắt dân mình phải làm à? Làm nhưng nó trẻ tiền cứ một đôi cây hồi xưa rất nhỏ là trẻ một xu, nghe ông bà của chú nói là cứ ở người ta gánh lên đây đổ cái trên cái chỗ đây để nó hình thành ở đây thì cứ một gánh vậy là một xu. Dạ. Vậy thì công trình này cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm và chứng kiến được những cái giai đoạn lịch sử, những giai đoạn phải nói là tàn khốc nhất của cuộc chiến tranh vừa Pháp và Mỹ luôn, phải không chú ha? Nhưng mà nó vẫn tồn tại sừng sững ở đây thì chứng tỏ là cái chất liệu đó mà làm lên cái chỗ này cũng rất là tốt. Thằng Pháp nó làm rất kiên cố, phải nói. Dạ. Đúng là xây tường mà xây tường 40 luôn. Làm rất kiên cố. Dạ. Thôi được rồi, con cũng cảm ơn chú đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay về cái chỗ này. Nếu mà con tới con gặp chú thì chắc con cũng không biết nó như thế nào đâu. Dạ. Thôi thì con cảm ơn chú, chúc chú với gia đình con năm mới có nhiều sức khỏe chú ha. Rồi, con tạm biệt chú. Dạ. Thì mọi người cũng biết rồi. Thật ra thì đi đến đâu mình gặp những cao niên lớn tuổi thì mình mới biết được là những cái sự tích và những cái công trình này nó thuộc về như thế nào. Ok mọi người, thì video ngày hôm nay là một video khám phá, nhưng mà Nhân biết được rất là nhiều điều về lịch sử này, rồi những cái giai đoạn chiến tranh xảy ra ở chính tại cái khu vực này. Và đây cũng chính là một cái nơi mà ở trước kia người ta dùng để sửa chữa một đầu tàu hỏa mà chạy bằng hơi nước. Cũng may là nhờ ông chú làm vườn ở đây thì mình mới biết được điều đó. Thôi thì cái video ngày hôm nay là một cái video khám phá về một cái công trình nó liên quan về lịch sử rất là nhiều. Hy vọng là mình chia sẻ những cái điều khá là thú vị, mới mẻ cho tất cả mọi người. Và nếu mà mọi người xem video của Nhân á, thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video sắp tới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.